Trung xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp theo cái video về cái hại cẩu thì Trung lên cái video giới thiệu với anh em một cái combo, một cái không phải một cái bộ cẩu. Đây là cái bộ Kato 3 tấn 4 khúc nha nè. Con này thì số cân số ký hình như nó có nằm ở trên đây hết này. Đây là cần 4 khúc nha, 4 khúc đủ nha nè. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bản tải của nó đây. Bản tải nó lên chỗ 4 này. Đây anh em nhìn vào cái bản tải của nó nha. Cứ là 1 2 3 4 này. Từ 1 cho đến cái vạch này thôi nha. Tem thì nó in chung cho đến cái đời 6 khúc luôn. Mà dán tem đời này thì đời 4 khúc. Đây là cái bầu trụ của nó này. Đấy. Đúng hàng 7 Nhật nha nè. Chưa có một cái động chạm gì ở trong, chưa dùng ở Việt Nam nhé. Hàng 7 về nhé. Đây là ngăn kéo này. Ống nguồn vào này, cái đồng hồ báo áp này, bát đòn gánh tay ga này, thùng dầu này, thùng thủy lực này, tên tuổi đầy đủ hết nha. Cặp chân của nó này, đây cái đôi chân của nó đây. Con này nó sử dụng mấy cái con Kato này sử dụng mấy con motor bê tông, nó xài chung chung của các đời hết nhé nè. Đây, model là KF304 nha, sức nâng 2 tấn 9 nha. Đát 1987 này. Đầy đủ tên tuổi hết nhé nè. Số series các thứ. Màu sơn ốc tán là chưa ra bất kỳ một con nào luôn nè. Cặp chân tú còn ống nha. Nói chung là còn ống mà anh em về kỹ cũng phải thay mấy cái ống mới mới cho nó ngon lành một tí. Con này có luôn cả hộp ga nha. Đây, ga tự động đây. Anh em nhìn xem cái dây ga này. Đây, 4 cần trên tất cả đều có dây ga nhé, trừ 2 cần chân ra nhé. Rùa bê tông này, trên đây cũng bê tông luôn này. Đo cái chiều cao của cái trụ xem. Từ mặt đất lên là khoảng, đây là chạm đất. Chạm đất thì nó hơi dư một tí. Khoảng 1m8 nha nè. Ngang 24 này. Trước sau khoảng 28.5 này. Hai cái ống này là hai cái ống của thước này. Đầy đủ ti lốp B, nói chung là không thiếu chi tiết nào. Cái con này nó có hai cái món thiếu, nói chung báo luôn, đó là cái đầu móc đầu bò và cái bơm tổng nha. Bơm tổng thì thật ra thì nó không đáng giá gì hết. Còn móc đầu bò thì Trung sẽ bổ sung sau nha. Đây, bộ thước 550 kg. Nguyên cái bộ đế trụ này. Đế trụ này là 520 nha, 20 kg này. Còn cặp chân. Cặp chân này nè. Đây. Cặp chân là 120 nhé. Tổng số ký là 1290 kg. Đây, cân nặng này. Anh em làm nhập khẩu về họ cũng đã ghi rõ số ký hết rồi. Số ký như cái tay thước, bộ tay thước 4 khúc nó 550 này. Đây, 550 kg đây. Sẵn đây Trung đo cái tay thước luôn nhé. Tay thước này nó rất là lớn nhé, rất là 4 khúc rất là lớn luôn. Anh em so sánh với mấy cái cây 3 tấn khác là anh em biết ngay. Đo cái chỗ này. Đây khoảng 16. 15, 16, 16 chấm mấy nha. Rồi, cái độ cao của cái thước này. 35.5 nha nè. 35.5 này.
bản rất lớn luôn, bản lớn bất thường luôn nhé nè. Thước này ăn quá tải tốt này, thước lớn tầm này, độ cao tầm này thì quá tải rất tốt luôn nè. Rồi bao gồm thước, rồi bộ trụ, bộ chân, thiếu cái móc đầu bò là chính. Còn bơm tổng thì ở nhà Trung vẫn còn, Trung còn bơm tổng, mặt bạn các thứ còn này, để nhét cái chân vào đây, mấy cái vị trí mà cái kẹp đĩa đó, vị trí kẹp đĩa các thứ. Đỏ ao luôn nha, trên hình thì nó ánh sáng ra, ánh sáng nó buổi sáng nó mờ mờ, rất là khó quay luôn. Nói chung cái màu sơn nó còn rất là đẹp luôn nhé. Ở bên ngoài nó đỏ hơn trên cái hình ảnh trên màn hình nhiều luôn ấy. Tài, cáp, ống chỉ, ti nâng, ngăn kéo, nói chung là đủ hết. Hàng bãi không nứt không xé vị trí chân nào. Trụ không nứt xé không vặn, đế không có một vết tì luôn. Rồi chung có một cái bộ cẩu như vậy, anh em có cần sử dụng cái bộ cẩu để lắp xe, lắp vào đâu được đây. Lắp tĩnh tại, lắp lên xe để nâng hạ hàng hóa gì đây. Thì anh em cứ alo nha. Này bãi mưa gió nó sình lầy khủng khiếp luôn nè. Dơ bẩn lắm rồi. Rồi chung kết thúc video, chung cảm ơn anh em đã xem video nha.